trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đơn độc. Tình yêu ta qua bao khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thấp nhưng ánh sáng long lanh, soi dọi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây với quanh em hơi ấm của anh, mà vì đâu anh yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió kết tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây với quanh em những phút thần tiên, mà vì đâu xin gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê audio trên toàn quốc nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin các bác có thể liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 0866880998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Nếu thấy clip em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Nhớ nhấn chuông và nhấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Hôm nay cũng phải nói là rất lâu rồi mới có dịp để giới thiệu với tất cả các bác cùng chơi một con đầu CD đến từ thương hiệu Mazang, tem rất là đẹp. Mazang CD 50 bản SE nhá, bản đặc biệt, có cái hình thức rất là đẹp, hàng máy cực kỳ chuẩn chỉ và hoạt động hoàn hảo, điện 220V. Em đầu này thì quá là thú vị, ở trong tầm tiền rồi, có thể nói rằng là một em đầu rất đáng chơi và kèm cả khiển học cho tất cả các bác tiện sử dụng. Em khiển này của em rất là giá trị, bởi chỗ rằng là nó có rất nhiều những cái tính năng mà một em khiển bình thường khác không thể làm được. Và kèm cả dây nguồn nhé. Đầu tiên là em sẽ cho tất cả các bác cùng xem về cái khả năng vận hành, đọc cực kỳ nhanh. Có thể nói rằng là nếu mà các bác chơi đầu A, đầu B, đầu C, tất cả các đầu trên cuộc đời này, thì đây là một trong những đầu khỏe nhất, tốt nhất, bền nhất. Em xin khẳng định một điều như vậy. Với cái kinh nghiệm chơi của em thì em nghĩ đây là một sự lựa chọn hoàn hảo với tất cả các bác đã mệt mỏi về trong cái chuyện đầu nó đọc không tốt, hay nó có lỗi, hay là nó vấp, hay là nó gặp các cái sự cố khác nhau rồi. Đây, nhận luôn và đọc luôn, hoàn hảo. Chuyển bài này, nó chuyển bài này, chuyển ngay lập tức, buông tay là đọc. Và các bác có thể chuyển bài ở trên cái ô vòng tròn này, tua này đấy, hoặc là chuyển ở trên đây. Đặc biệt là em này còn có cái tính năng chỉnh to nhỏ với nút cộng trừ ở đây nhé, với nút cộng trừ ở đây đó, em đã tích hợp sẵn rồi. Và nên chú ý rằng là không phải khiển nào cũng có cái tính năng cộng trừ được ở đây đâu. Và rất nhiều những cái khiển không thể dùng được tính năng này, hoặc không có khiển thì coi như con đầu này không sử dụng được tính năng đấy luôn. Đấy là điều rất là thú vị mà em Hồng Anh chia sẻ cũng như rằng là hỗ trợ cho tất cả các bác cùng chơi. Bọn em khiển học nhưng mà rất là giá trị các bác nha. Đầy đủ các cái tính năng để dùng được ở trên này. Còn hình thức của em đầu này thì rất là đẹp rồi. Đấy, chuyển bài, buông tay là chuyển thôi. Một em đầu hàng đã qua sử dụng nhưng hình thức còn đẹp. Tất nhiên rằng là có những cái chỗ xước sát nhỏ thì không thể tránh được. Đây có những cái vết xước nó bé li ti chẳng hạn đây này. Nếu mà chỉ nhìn xa tầm khoảng nửa mét trở ra là đã không thể nhìn thấy rồi.
Ngọc còn có vết nên là rất mong các bác thông cảm. Nếu mà có những cái vết xước nhỏ nhỏ thì mong các bác bỏ qua. Còn nếu mà các bác cảm thấy rằng là nó vẫn chưa ưng ý thì các bác hãy tìm những em sản phẩm đẹp hơn hoặc là mua hàng mới thôi. Còn em này thì với cá nhân em đã là rất đẹp rồi. Cái mặt kính này còn rất là sáng này. Chữ nghĩa vẫn còn nét căng, sáng bóng, rõ ràng. Đây, các bác có thể ngắm được tổng thể của nó nhá. Và đây là phía đằng sau. Phía đằng sau đây, mọi cái mạ vàng còn rất là đẹp. Và đây là đường tín hiệu phích này, đường quát xe an ra này. Và đây là đường chỉnh được âm lượng, tức là hoàn toàn có thể cắm được cho hai âm ly khác nhau. Chẳng hạn một cắm cổng chỉnh âm lượng và một cái chỉnh đường phích. Thích dùng cái nào thì dùng cái đấy. Cũng như một bộ chia luôn, 25W, hàng bỉ nhé. Em này hàng bỉ, yên tâm chơi. Ma răng nhưng mà là hàng châu Âu sản xuất. Đây, vẫn còn nguyên tem. Tem này là tem niêm phong. Và em là người xé ra đầu tiên. Em lấy dao dọc giấy, em rạch ra để em có thể mở được ra, tháo được cho các bác xem được nội thất bên trong. Quá đẹp và hoàn hảo luôn. Một em đầu CD đọc rất là tốt, không cần phải suy nghĩ gì. Mời các bác cùng sẵn nhau khám phá bên trong, cũng như là nghe những cái bản test và nhất là báo giá của em đầu CD này. Nếu mà cảm thấy những cái sản phẩm em Hồng Anh đem lại giá trị và xứng đáng thì vui lòng liên hệ sớm để tránh bỏ lỡ. Em giới thiệu rất là chi tiết từ cái nhỏ nhất rồi, để có cái nhìn đánh giá được khách quan nhá. Em Hồng Anh tiến hành tháo nắp ra để cho tất cả các bác có thể ngắm nhìn được ruột gan bên trong. Và rất là chi tiết của em đầu CD Ma Răng 50 bản SE nhá, bản Special Edition. Một em đầu CD có cái hình dáng thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Đặc biệt là nội thất của em này thì còn gần như là hoàn hảo về mọi mặt nhá. Đẹp. Thật sự là nếu mà không phải một em đầu CD từ bên nước ngoài về thì khó có thể đẹp được như vậy. Thật ra thì có thể các bác biết hoặc chưa biết, nhưng mà em Hồng Anh thì cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc rằng là lựa chọn cũng như rằng là chia sẻ cho tất cả các bác chơi những cái sản phẩm tốt rồi. Bởi vậy rằng là nhiều sản phẩm chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã biết là nó có tốt hay không, có chia sẻ cho các bác hay không. Nên rằng là thật ra thì để bảo rằng là 50 SE thì để bảo là quá hiếm thì không phải là quá hiếm, nhưng để bảo là chuẩn chỉ, để tốt, để mà chơi, để chia sẻ cho các bác thì không phải con nào cũng có thể chuyển về được. Bởi vậy rằng là những cái sản phẩm này đều là những cái sản phẩm được tuyển chọn rất là kỹ rồi. Các bác có thể thấy là đầu việc đầu tiên là những cái con ở Việt Nam sẽ không thể có những cái phe nó còn mới và được đẹp như thế này. Không tin các bác cứ xem em nói có đúng không nhá. Khí hậu ở Việt Nam sẽ khiến cho cái bộ này sẽ rất là dễ bị reset. Tất nhiên là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái việc trải nghiệm cả, mà chỉ mang cái tính chất về hình thức và độ đẹp thôi. Còn tất nhiên rằng là không phải ở Tây thì sẽ không bị nhá. Nhiều con ở Tây cũng sẽ bị, nhưng mà đại bộ phận là nó cũng sẽ được đẹp như thế này. Tất nhiên rằng là hàng lúc nào thì biết lúc đấy thôi. Thứ hai rằng là cái con đầu CD này sở hữu một cái dàn tụ đỏ cao cấp, chất lượng rất là đẹp, được hãng trang bị. Và ở đây có một cái vỉ mạch sản xuất riêng để cho việc chỉnh âm lượng trên đầu CD. Với những cái con đầu Nhật thì việc này khá là phổ thông và dễ thấy, nhưng mà ở trên đầu CD Philips và Ma Răng thì lại là một điều rất là đặc biệt nhé. Vì gần như rằng là đều không chỉnh được. Chỉ có một số ít hy hữu những cái con đặc biệt thì sẽ chỉnh được thôi. Ví dụ như con này có hẳn cả một cổng riêng để cho phép chỉnh âm lượng khi mà chúng ta chơi vào. Tất nhiên rồi giải mã 1541A, một trong những cái giải mã mà rất nhiều các bác yêu thích bởi cái chất âm hay. 1541A nhé, một trong những cái giải mã cho cái chất lượng tiếng rất là tốt, hiệu quả và được các bác truyền tay nhau chơi. Vì mạch thì còn gần như là đẹp xuất sắc, phần hít còn rất là tốt, chạy thì hoàn hảo và tất nhiên là mắt quang rồi.
mắt quang, bền khỏe. Em đầu này còn quá đẹp, gần như có thể nói là đầu hỏng mắt chưa hỏng. Với những cái em đầu mắt quang này, với những cái bác ở gần thì không sao, nhưng các bác ở xa thì em Hồng Anh sẽ phải chèn lại nhé, chèn giấy toàn bộ vào những cái khoang này. Khi mà các bác nhận được thì các bác vui lòng tháo thật nhẹ nhàng và nhấc giấy nhẹ nhàng ra, bởi vì rằng là cũng phải tránh những cái cáp mỏng ở chỗ này này, để nó làm hư hại hoặc là nó làm ảnh hưởng đến con mắt nhé. Nhưng bắt buộc phải chèn, bởi vì nếu mà khi vận chuyển nó sẽ lắc như này thì còn ảnh hưởng hơn. Đấy, tất cả mọi thứ còn đều còn rất mới và đẹp, chuẩn chỉ từ A đến Z em Hồng Anh đã chia sẻ thì khỏi phải bàn rồi, chỉ cần quan tâm đến ngân sách có phù hợp hay không thôi, còn mọi cái thứ khác thì đã được em đảm bảo để các bác có thể chơi. Số rất là rõ ràng, hoạt động rất là nhanh và không kén đĩa, không biết kén đĩa là gì. Đối với những cái sản phẩm của em thì cũng không cần phải lo đến việc đấy luôn. Luôn đặt cái tâm niệm rằng là khách hàng lên hàng đầu. Một khi sản phẩm đã đến tay khách thì đều được em test kiểm tra và chạy rất là hoàn hảo. Còn những cái sản phẩm nếu mà không tốt, em sẵn sàng kể cả bỏ đi luôn nhé, kể cả bỏ đi và lỗ hẳn một món đấy luôn, không cần quan tâm đến nữa và làm việc khác. Bởi vì thật sự là cũng có rất nhiều những cái sản phẩm ở trong nhà cần phải được chia sẻ cho các bác chơi, nên là không thể để một món nhỏ làm ảnh hưởng đến cái tinh thần cũng như rằng là đến cuộc chơi của các bác được. Đấy, cái này là cái chặn cho cái phần nóc nó không bị đè xuống. Họ làm thiết kế rất là khoa học, rất là đẹp. Em sẽ dựng máy lên để các bác có thể nhìn được tổng thể hơn, cũng nhìn được cả phía dưới của nó nhé. Đã tiến hành dựng lên rồi, các bác có thể thấy đẹp từ trong ra ngoài, từ A đến Z, từ hoạt động đến hình thức, không có điểm nào để phải chê cả. Quá là chuẩn chỉ với sản phẩm em Hồng Anh. Em cảm thấy cái con đầu CD này là một trong những con âm ly, một trong những con đầu CD cực kỳ ổn. Đây, cái phần chân nhá, chân cũng làm rất là đẹp. Có lẽ đây là cái clip em quay kỹ nhất, và cũng có lẽ đây là clip mà các bác có thể ngắm nhìn được em đầu CD Mazang 50 SE một cách tổng thể nhất ở trên kênh YouTube. Hiếm có ai có thể quay kỹ được như này để cho các bác có thể ngắm nhìn được. Các bác có thể nhìn giải đáp mọi thắc mắc. Đây, tem ở đây còn nguyên này. Em là người đầu tiên em dùng dao dọc giấy để em dọc cái này ra, thì em còn mở được cái nắp ra nhá. Có lẽ em là người mở đầu tiên đấy. Đây chắc là tem từ thời ban đầu luôn của bác Tây, bác ấy chơi. Mời tất cả các bác cùng nhau thưởng thức nghe chất âm đến từ em đầu CD Mazang, một trong những em đầu hay, có thể chơi được đa dạng thể loại nhạc. Yên tâm rằng là với cái kinh nghiệm của em thì em thấy là với cái tầm đó tiền ấy, thì loanh quanh dưới 10 triệu thì đây là một trong những giải pháp tối ưu và là hợp lý rồi. Mức đầu tư thấp nhưng mà giá trị nhận lại rất là cao nhá. Nhiều khi bỏ số tiền lớn hơn chưa chắc đã ăn được nó đâu, về tất cả phương diện các bác nhé. Và em đầu CD này đang được em chia sẻ các bác chơi với mức giá là 6.900.000. Nhưng mà nếu mà các bác đang theo dõi clip của em Hồng Anh ở trên kênh YouTube thì sẽ chỉ lấy mức giá là 6.800.000 thôi. Mức giá trên cũng là mức giá em Hồng Anh đã cân đối kỹ để có thể chia sẻ và phục vụ cho tất cả các bác cùng chơi rồi. Cũng đã bớt một chút để cuộc vui được vui vẻ hơn, cũng như là các bác tự lo và trả cái chi phí ship các bác nhá. Nhiệm vụ của em Hồng Anh sẽ là đóng gói thật cẩn thận để chuyển đến tay các bác được an toàn, được lành lặn và mọi thứ được chuẩn chỉ như em Hồng Anh đang giới thiệu ở trên clip đây. Với cái sản phẩm của em Hồng Anh thì em luôn đặt cái tiêu chí lên hàng đầu, rằng là chia sẻ cho các bác một món đồ tốt chuẩn. Thật ra thì trong cuộc chơi không biết rằng là đắt hay rẻ như thế nào, nhưng mà mọi thứ nó phải chuẩn chỉ đầu tiên. Và cũng đã cố gắng để làm một cái cầu nối cũng như là một cái địa chỉ uy tín để tất cả các bác có thể tin tưởng, dù kể cả các bác xa em hàng nghìn cây số cũng không cần phải lo lắng gì nhá. Mọi cuộc chơi thì theo em thì quan trọng nhất là phải tìm được cái người uy tín các bác ạ. Còn thật ra thì trong sản phẩm
Đôi khi nhiều sản phẩm rẻ lại là hóa đắt. Thật ra nhiều khi các bác cũng không thể biết được rằng là sản phẩm đó rẻ vì sao nó rẻ. Vì có những cái nếu mà thợ họ không nói thì có lẽ là các bác cũng không bao giờ biết được. Em nghĩ ở đây nó chủ yếu là lương tâm của người thợ là chính thôi. Bản thân em Hồng Anh thì có như thế nào thì em nói thế. Và có lẽ là nếu mà các bác theo dõi em đủ lâu thì cũng biết được cái tính cách của em rồi. Rất là rõ ràng nhé. Bản thân em không muốn mất thời gian. Và sản phẩm em muốn chia sẻ cho các bác là với bác nào mà cảm thấy rằng là cần nhất cũng như rằng là yêu thích nhất, bởi vì hàng của em chỉ có một, không có nhiều. Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời thì bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao. Chuyện của thi sĩ Hữu Loan khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh, bàn tay nhỏ vẫy chào phía trời xa, hình bóng yêu thương năm nào của người em gái nhỏ thơ ngây tiễn chồng đi chinh chiến. Màu tím bên đồi sim như thank you.